Nha. Buông ra không thấy mặt con đâu hết vậy. À, muốn Halloween nha mẹ coi coi. Nay trời lạnh rồi đó. Cái đó là như mua 200 ha anh. Cái này mua 200 thôi. Ồ cái này nó mắc quá trời. 3 tuổi hết ngồi được à. Nói là chỉ phải tới 3 tuổi là hết. Vẫn ngồi được nè. Trời ơi đã luôn. Nhưng mà cái này là tháo mở thì nó hơi khó đó, tại vì nó là nó là nhỏ nhất thế giới mà cho tháo. Ủa sao giống nghe cái mà lì đó ngon mặn rồi đó, la lên là ngon mẹ ba mẹ thương quá đi, thương ba quá già mẹ. Gì anh khỏe chưa chụp mà làm lại chụp lại chụp lại làm lại mày chưa chụp mà à ông điệu dễ sợ luôn. Anh đi bác sĩ giỏi lắm nè. Con nằm đi, con muốn nằm, con nằm đi. Tôi muốn nằm. À, cái anh đi bác sĩ giỏi không? Dạ. Cái anh bị gì mà đi bác sĩ vậy? Bị sốt, bị ngứa, bị mụn. Hôm nay ra ngoài bị mụn trắng. Mới bác sĩ có nặng không? Tôi muốn đen không? Ba mẹ hả? Mình có nói là có em có đưa cho để lên chén, có cái kẹp nát, có cái ngậm vô miệng, có cái ngậm vô miệng nhà mình không có, ngậm vô miệng là mình không có cho nên mới bác sĩ mới có. Nghĩ cái đó là thử virus gì á? Cái đó để chữa cháy nó tóc đi. Đi ăn buffet không? Năn. Ăn. Thử ăn. Nó đạp ra một tí là móc vô luôn á. Ba thì dọn nó quậy kìa ha, chịu nổi nó không?